I'm sorry, anh hack được điện thoại rồi. Ôi rồi ôi, chỉ do em để quên thôi. Bây giờ anh sẽ chuyển khoản hết. Ừ thì bây giờ em sẽ không còn tiền tiêu Tết. Sorry cô gái nhỏ của anh em. Anh thử kích và chuyển khoản rồi em xem đủ má. Nó nay hết giờ làm việc hả? Vậy thì anh điền lại để cho em hóa điên. Đừng có mà tưởng anh không biết bát nha. Cái bát này anh nhớ trong đầu mà. Anh làm một phát nó lại ra. Ôi dồi ôi, bây giờ chuyển khoản tiếp nạ. Kích nhẹ vì mình dùng chung ngân hàng. Kích vào đây để cho em thấy buồn chán. Đánh cái số tài khoản của anh vô. Ôi dồi ôi, mình thật sự là bờ rồ. Đợi anh một xíu nào, điện thoại nó đơ. Tổ sư bố, cái con iPhone 7 dở. Vứt mẹ nó đi, vứt luôn đi. Ngày mai anh sẽ cho em con 110i. Dùng cho nó phê, không bao giờ tê. Ôi giời ơi, à số mình nó hiện nè. Bây giờ anh lại kích và kích lại. Kích thêm một lần nữa để cho em phải tê tái. Anh sẽ điền con số vào trong đây. Của em có 60 triệu ấy. Ôi giời ơi, tiền em cũng nhiều đấy. Thử hỏi xem anh chuyển bao nhiêu vậy. Anh sẽ cho em một câu trả lời rất là nhanh. 95 triệu vào trong ví anh. Anh sẽ làm một phát và dứt khoát. Bởi vì sao? Tiền này là tiền của cô nàng mà anh rất yêu thương. Ôi nội ơi, mỗi lần nhắc tên của em anh lại phải vấn vương. Anh cảm thấy mình rất bình thường, nhưng mà anh sẽ hành động như là một ông tướng. Ai hi, cho nó đẹp trai. Thử nói thêm một câu yêu chồng để anh khoe bạn bè này. Tự sướng tự xử. Ngày mai ha, anh sẽ gửi cho em một lá thư. Trong đó anh đính kèm một bức ảnh. Ôi nội ơi, chuyển khoản tài khoản anh tự nhiên nó bị cộng, tự nhiên nó bị dồn. Bây giờ em sẽ thành một con ngu dốt. Em không biết lý do là vì sao. Tự nhiên nó mất con mẹ tài khoản nào. Nó không còn tiền ở trong thẻ nữa. Làm sao mà em có tiền để mà đi mua đồ, đi chơi. Ôi nội ơi, bây giờ chuyển khoản em ơi. Đừng buồn em ạ. Thì con đã phải lượm iPhone 7 lởm này. Vứt nó đi nha. Này, điền quả bát này vào luôn. Quả này thì đúng là veo móm chó. Xem nào. Nầu quá. Đúng là cái điện thoại đơ này thật. Rồi. 1, 2, 3. Tinh thần. Bye bye.